Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống của trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Bài học từ cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần luyện viết đoạn của bài 12 Tay trái và tay phải. Vậy trong bài học ngày hôm nay, ta sẽ cùng đi luyện viết văn về chủ đề gì? Thì cô mời các con cùng bước vào bài để tìm hiểu nhé. Yêu cầu của bài tập ngày hôm nay đó là viết một đoạn văn nêu lý do vì sao em thích hoặc không thích một nhân vật trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. Để có thể viết được đoạn văn theo yêu cầu của đề bài, thì cô sẽ đưa ra cho các con một số gợi ý như sau. Đầu tiên, các con cần xác định lại tên của câu chuyện là gì. Sau khi đã xác định được tên của câu chuyện mà mình muốn sử dụng trong bài, tiếp đến, ta cần chọn ra xem nhân vật mà các con nói đến là ai. Sau khi đã chọn được nhân vật mình thích hoặc không thích trong chuyện rồi, bước 3, các con cần chỉ ra nhân vật đó có đặc điểm về hình dáng, lời nói và tính nết như thế nào, rồi cuối cùng chỉ ra mình thích hay là không thích điều gì ở nhân vật đó và nêu lý do vì sao. Bây giờ cô sẽ gợi ý cho các con cách làm của một câu chuyện cụ thể. Đầu tiên, các con hãy quan sát giúp cô 4 bức tranh minh họa này và cho biết những bức tranh minh họa này đang muốn nhắc chúng ta đến câu chuyện nào. À đúng rồi, đó chính là câu chuyện Cậu bé đánh giày. Và trong câu chuyện này thì cô sẽ chọn ra nhân vật mà cô thích chính là nhân vật cậu bé. Vậy bây giờ, nếu như chúng ta chọn nhân vật này làm nhân vật mình thích thì các con hãy thử chỉ ra giúp cô một số những đặc điểm về hình dáng, lời nói và tính nết của cậu bé này. À đúng rồi, chúng ta có thể kể tới những đặc điểm như sau. Cậu đã có những lời nói đó là xin ông Walter cho vay vài đồng xu và cậu giữ đúng lời hứa trả lại cho ông. Còn về tính nết thì có thể thấy cậu rất là lương thiện khi cậu đã dẫn theo những người bạn cùng cảnh ngộ với mình đến công ty điện ảnh trong thành phố của ông Walter để các bạn này cũng có được hưởng niềm vui bất ngờ giống như cậu. Sau khi đã xác định được các đặc điểm nổi bật của nhân vật rồi, tiếp theo các con hãy chỉ ra với nhân vật cậu bé thì chúng ta sẽ thích điều gì ở nhân vật này và vì sao. Ở nhân vật cậu bé này thì chúng ta sẽ thích sự giữ lời hứa và lương thiện của cậu bé. Ta thích điều này có thể giải thích bằng lý do như sau. Vì đây là những đức tính quý giá của con người và nếu như mọi người đều có đức tính này thì sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Vậy sau khi đã tìm được các ý chính và quan trọng cho bài viết của mình rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi lắp ráp các ý ấy lại và diễn đạt dưới dạng một đoạn văn nhé. Từ những ý mà cô và các con vừa cùng nhau đi xác lập được, ta sẽ viết được một đoạn văn hoàn chỉnh như sau. Em đã được nghe câu chuyện Cậu bé đánh giày. Đây là một câu chuyện rất hay. Trong đó em thích nhất là nhân vật cậu bé. Tuy hoàn cảnh của cậu khó khăn, nhưng cậu đã giữ lời hứa trả lại tiền cho ông Walter. Cậu cũng rất lương thiện khi đã dẫn theo những người bạn cùng cảnh ngộ với mình đến công ty điện ảnh để các bạn cũng được hưởng niềm vui bất ngờ. Chính sự biết giữ lời và sự lương thiện của cậu đã khiến em thích nhân vật này, bởi đó là những đức tính quý giá của con người giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn các con cách đi viết, cách đi tìm ý và viết một đoạn văn hoàn chỉnh nêu lý do vì sao mà chúng ta lại thích một nhân vật trong câu chuyện đã nghe, đã đọc. Các con có thể dựa vào những gợi ý của cô, lựa chọn một câu chuyện khác, một nhân vật khác, rồi sau đó cũng đi tìm ý và viết lại thành một đoạn văn hoàn chỉnh về nhân vật ấy nhé.
Sau khi đã viết được đoạn văn theo yêu cầu của đề bài rồi, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần trao đổi bài làm trong nhóm để góp ý và sửa lỗi, rồi từ đó bình chọn ra các đoạn văn hay. Các con sau khi hoàn thành bài của mình thì có thể trao đổi chéo trong bàn hoặc là trong tổ để các bạn cùng góp ý, trao đổi và tham khảo những bài làm tốt của nhau. Sau đó bình chọn ra các đoạn văn viết hay, viết tốt. Để các con có thể bình chọn được đoạn văn phù hợp, cô sẽ đưa ra một số tiêu chí cho đoạn văn hay như sau. Đoạn văn hay là đoạn văn có đầy đủ ý. Không chỉ vậy, đoạn văn này còn cần có các nội dung rõ ràng. Tiếp đến, đoạn văn cần sử dụng những từ ngữ hay và đoạn văn này phải viết câu cho thật chuẩn. Các con có thể tham khảo các tiêu chí này để cùng các bạn bình chọn ra đoạn văn hay nhé. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần viết của bài học ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần vận dụng, đó là các con sẽ đi hỏi người thân về chất liệu của một số đồ dùng trong nhà. Trong nhà của chúng ta chắc hẳn sẽ có rất là nhiều đồ vật. Các con có thể hỏi người thân về chất liệu để làm nên một số đồ vật như sau. Đó là rèm cửa hoặc là cửa sổ, bàn trang điểm, ghế sofa, nồi hay là chảo. Đây là gợi ý về một số đồ dùng phổ biến trong nhà. Còn nếu các con thắc mắc về chất liệu của đồ dùng nào thì có thể hỏi người thân nhé. Các con lưu ý, khi hỏi chúng ta có thể sử dụng mẫu câu bằng gì mà cô và các con đã đi tìm hiểu trong video trước. Chẳng hạn, các con có thể hỏi mẹ như sau: mẹ ơi, rèm cửa được làm bằng gì ạ? Cô tin chắc rằng nếu như các con vận dụng tốt phần này thì các con có thể biết được thêm nhiều về chất liệu của các đồ dùng trong nhà đấy. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe. Hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm.vn.